Lần nữa xin thân ái kính chào từng quý cụ ông bà anh chị em, từng con dân Chúa trong đoàn dân giao ước đang cùng kết nối với Chúa và kết nối với nhau để chúng ta cùng nhau sống với lời của Ngài. Chúng ta đang bước vào lá thư thứ ba trong loạt bảy thư mà Đức Chúa Giêsu qua sứ đồ răng gửi cho các hội thánh. Thế và chúng ta cũng đã đi đến phần cuối của tháng 1. Còn một tuần nữa thì chúng ta sẽ đi hết tháng 1. Và 3 tháng đầu tháng 1 này chúng ta tập trung vào việc lắng nghe lời Thánh Linh phán. Thưa ông bà anh chị em, có một điều tôi cũng muốn làm rõ luôn. Đó là bảy lá thư này không đại diện cho bảy thời đại của hội thánh hay bảy thời kỳ của hội thánh, mà bảy lá thư mà Chúa Giêsu viết là viết cho từng hội thánh và tất cả các hội thánh ở mọi thời đại, đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta đang sống ở trong những phút cuối của thời kỳ cuối cùng, và chúng ta biết, và cũng một lần nữa chúng ta ôn lại thời kỳ cuối cùng bắt đầu từ khi Chúa Giêsu đến thế giới này, chết, sống lại, về trời đổ Thánh Linh và mở mang hội thánh. Thì khi Chúa Giêsu đến, đó là khởi đầu của thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta đang sống ở trong những thời kỳ mà lời tiên tri ứng nghiệm. Và chúng ta sống trong phần cuối của thời kỳ cuối cùng, khi tri thức, thông tin bùng nổ. Người ta đi đây đó nhiều nơi, các thiên tai bệnh dịch hoành hành. Thương bà anh chị em, buổi sáng ngày hôm nay sứ điệp của Chúa đến với tôi và ông bà anh chị em, đó là tiếng phán của đấng cầm gươm hai lưỡi thật là sắc. Và qua một số khúc kinh thánh vừa rồi thì chúng ta thấy rằng gươm của Đức Chúa Trời hay gươm của Chúa Giêsu trải từ trong Cựu Ước đến Tân Ước thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nếu chúng ta quay về đoạn 1 của Khải Huyền thì chúng ta thấy rằng hình ảnh của Chúa Giêsu từ miệng Ngài có thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Và mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một người tin Chúa, chúng ta cũng được giao cho một thanh gươm, đó là lời Kinh Thánh. Thưa ông bà anh chị em, gần Tết rồi, và cứ đến Tết ấy, thì người Việt Nam chúng ta ai cũng cầu được lộc, được phúc, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở trong khúc Kinh Thánh này, lời của Chúa dạy chúng ta rằng muốn sống được phúc, muốn sống là người thực sự có phúc hay là thật phước hạnh theo cái ngôn từ mà người tin lành hay dùng, thì chúng ta phải biết kính sợ Chúa. Và sự kính sợ bảo vệ người biết sợ và chịu nghe theo lời Chúa. Sự cảnh báo đánh động người lầm lạc mà vẫn có chút lương tri để quay về. Đồng thời lời truyền phán của đấng cầm gươm bày tỏ sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bởi vì gươm của Chúa để thi hành sự công bình của Đức Chúa Trời ở trên nhân loại này. Và vì vậy thì chúng ta đáng nghe lắm. Khi con cái còn bé, bố mẹ cầm roi một cái thì lời của bố mẹ trở nên có uy lực, có đúng không ạ? Nhưng khi mà Chúa Giêsu cầm gươm hay Đức Chúa Trời cầm gươm để nói, lúc đó chúng ta phải khôn hồn và nghe. Và buổi sáng ngày hôm nay thì lời Chúa đến với tôi trong một số khúc Kinh Thánh này, và có ba điều Chúa dạy. Điều thứ nhất đó là xác nhận sự trung kiên. Điều thứ hai là xác định các sai trật. Và điều thứ ba đó là xác lập các kết cục hay là kết quả tương ứng. Thứ nhất, xác lập sự trung kiên. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 13 và Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17-18, chúng ta cùng nhau nhìn lại Khải Huyền đoạn 2 câu 13. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này. Xin chúng ta cùng đọc.
Ta biết nơi ở, ta biết nơi con ở, chỗ đó là ngai của Satan. Con đã giữ vững danh ta và không chối bỏ đức tin nơi ta, ngay cả trong những ngày Antipa nhân chứng trung thành của ta bị giết tại chỗ các con, nơi Satan cư ngụ. Ok, chúng ta tạm ở đây, cứ giữ câu kinh thánh ở đấy. Chúng ta biết rằng là ở trong lá thư này, lá thư viết cho hội thánh ở Pergam, mà Pergam là một địa danh có thật ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và ở cái vùng Pergam hay Pergam, ở trên một cái núi, nó có một cái đền thờ gọi là đền thờ vua quỷ, hay là đền thờ quỷ vương, hay là đền thờ quỷ Satan. Và trên cái đền thờ này, ở trên núi nó có một cái ngai, nó có cái ngai rất lớn ở trên nơi cao, và tại cái núi này nhìn xuống cả một vùng rộng lớn, và cái vùng rộng lớn đó là một vùng mà người ta gọi là gì ạ? Nó là cái ngã ba của thế giới. Và nếu án ngữ được ở đó thì có thể cai quản và kiểm soát được cả quả đất này. Và Satan thích ngự ở trên những núi, trên những nơi cao để kiểm soát, để thể hiện cái quyền lực. Chúng ta biết rằng một phần ở trong cái di tích của cái ngai này thì đã được đưa về bên nước Đức, bên Berlin, một cái bảo tàng ở bên đó. Và những người tin lành ở bên đó tin rằng họ muốn cầu nguyện để những cái thứ đó bị gỡ khỏi và rời đi khỏi nước Đức. Nhưng chúng ta thấy rằng là ở tại trên quả đất này, khi quả đất này nhiễm tội và loài người phạm tội, thì cái sự hiện diện của quỷ Satan đã có ở trên quả đất này. Nếu chúng ta làm một chút tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng ở Pergamum vẫn có những cái di tích nơi đó gọi là, trong Chúa Giêsu nói là nơi Satan ngự. Và chúng ta thấy vùng này là vùng mà gì ạ? Cái quyền lực của quỷ nó trấn yểm. Và ở những cái vùng đó thì sự bách hại, sự trấn áp và những cái khổ sở của người tin Chúa rất là nhiều. Chúng ta cũng nhìn thấy cái sự hiện diện của quỷ Satan ở khắp nơi trên quả đất này, nhưng đặc biệt kể cả những cái vùng chúng ta đang sinh sống ở đây, ở khu vực châu Á này. Những cái hình tượng, những cái biểu tượng mà Kinh Thánh chỉ đích danh, đó là sự biểu tượng của quỷ Satan, thì cũng đang vây phủ. Và thường những cái vùng này, những cái sự oái oăm có thể xảy đến cho con cái Chúa bất cứ lúc nào. Nhưng mà lời của Chúa nói là gì ạ? À, Chúa khen con cái Chúa rằng họ vẫn trung kiên, kể cả khi có những người anh em đồng đạo bị giết, nhưng họ vẫn giữ vững lời Chúa. Họ vẫn bám trụ. Và ở đây cho chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ? Mọi điều tốt, mọi cái đức tính tốt của một con người đều được Chúa ghi lại, đều được Chúa biết và ghi lại. Mọi việc tốt này, mọi đức tính tốt này, mọi cái nét giá trị tốt này, Chúa đều biết và ghi lại. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta không được cứu bởi việc lành mình đã làm, bởi lời khen của Chúa về một cái đặc điểm tốt nào. Chúng ta cũng không cứu bởi cái bảng thành tích tôn giáo của mình. Chúng ta được cứu nhờ mối quan hệ thường xuyên, liên tục và những cái bước đi trung kiên, trung hậu với Chúa Giêsu. Một người có thể có một bảng thành tích dài tôn giáo nhưng hời hợt với Chúa, nghĩ rằng mình dâng thế là đủ rồi, mình làm thế là nhiều rồi, đúng không ạ? Và mình còn được Chúa khen, hội thánh khen, và lúc đó mình trở nên nhờn với thân thể của Chúa. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đi đến phần sau. Nhưng chúng ta thấy rằng là Chúa biết và Chúa ghi lại mọi điều tốt của một người, của một hội thánh. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tự mãn với cái điều đó, đúng không ạ? Mà chúng ta được Chúa tiếp tục, chúng ta được Chúa thúc giục tiếp tục sống trung hậu với Ngài. Chúng ta cùng nhìn vào Ê-phê-sô
đoạn 6 câu 17, 18. Xin chúng ta cùng đọc hai câu kinh thánh này ạ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức, cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Vậy thì chúng ta được kêu gọi làm ba điều. Nghĩa là phải bám chặt lấy sự cứu rỗi ở trong danh Chúa Giê-xu. Nghĩa là giữ đức tin chúng ta nơi Chúa. Cái điều thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta phải cầm gươm của Đức Thánh Linh. Nghĩa là chúng ta phải cầm Kinh Thánh. Nghĩa là gì ạ? Phải trau dồi, phải suy ngẫm, phải đọc, phải hiểu, phải cài đặt Kinh Thánh không chỉ vào trong máy laptop hay là máy iPad hay là máy iPhone hay là máy tính của mình, mà phải cài đặt Kinh Thánh vào trong não bộ của mình và trong tâm can của mình nữa. Bao nhiêu người đã cài đặt Kinh Thánh vào điện thoại di động ạ? Xin cho biết ở đây, xin cho biết ạ. Bao nhiêu người đã cài app Kinh Thánh vào iPad ạ? Bao nhiêu người đã cài Kinh Thánh vào trong ấy? Bao nhiêu người đã cài Kinh Thánh vào trong não của mình và trong lòng của mình? Và chúng ta có thể chạm vào tim của mình, và chúng ta có thể các cái câu Kinh Thánh nó cứ trào lên ở trong tâm trí của mình ạ. Hay là gì ạ? Đến lúc của chúng ta mới lồm cồm bò dậy, xong rồi mắt nhắm mắt mở rồi mới search. Và nếu mà không có 3G, 4G là tịt. Cầm gươm của Đức Thánh Linh ở đây nói là nắm chắc lời của Chúa. Và ở đây nó nói đến cái sự, chúng ta không phải là cầm một vài mảnh vụn của cái gươm gãy, mà cầm cả thanh gươm Đức Thánh Linh. Ở đây để sao? Để có thể có vũ. Và cái điều thứ ba đó là để đạt mục tiêu này chúng ta phải kiên trì, phải tỉnh táo này, phải kiên trì này, phải tỉnh thức cầu nguyện. Và không chỉ cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho các thánh đồ. Điều tôi cầu nguyện thường xuyên liên tục cho ông bà anh chị em đó là không khinh lờn lời của Chúa và không coi rẻ lời của Chúa, bởi vì cái sự sẵn có của nó ở trong điện thoại, ở trên giá sách của mình, mà coi lời của Chúa là đáng kính, đáng tin cậy, đáng sợ, đáng yêu. Và khi lời của Chúa, mình đọc lời của Chúa và nó vang lên trong tâm can của mình, hay là nghe đầy tớ Chúa giảng lời Chúa, thì mình cần phải được đánh thức dậy. Chứ Chúa mà vào, chứ không phải là lời của Chúa chỉ để an ủi, chỉ để gì ạ, để vỗ về mình khi mình gặp đau đớn, mà lời của Chúa cần là mệnh lệnh để mình phải đi theo. Và ở đây điều thứ nhất trong lời phán của đấng cầm gươm đó là gì ạ? Quỷ Satan luôn hiện diện xung quanh chúng ta và nó luôn tìm cách chèn ép. Nhưng mà cái điều mà người tin Chúa được thúc giục đó là chúng ta phải trung kiên. Và khi chúng ta trung kiên ấy, Chúa biết và ghi lại tất cả những cái điều tốt chúng ta làm. Nhưng cần phải nhớ rằng chúng ta không được cứu bởi bảng thành tích tâm linh của chúng ta, mà chúng ta được cứu bởi cái việc duy trì mối quan hệ thường xuyên liên tục với Chúa và biết sợ lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Chúng ta biết ở trong Kinh Thánh là muốn thực sự sống, thực sự có phúc, thực sự được phúc phải biết kính sợ thật. Và sự kính sợ bảo vệ người biết sợ. Đúng không ạ? Và khi Chúa nói với hội thánh Pergam, hay Chúa cũng nói với mỗi một chúng ta ngày nay, đó là gì? Có những lúc Chúa nói với chúng ta Ngài phải cầm roi, nhưng cũng có những lúc Ngài cầm gươm. Cầm gươm, cầm vũ khí để nói. Thưa ông bà anh chị em, 7 lá thư gửi 7 hội thánh. Hội thánh nào cũng có người kiểu của Ephesô, người kiểu của Thyatira, người kiểu của Laodice, người kiểu của Pergam. Có người, và rồi thì ở mỗi giai đoạn ấy, có những hội thánh thì giống như Ephesus, có những giai đoạn thì hội thánh giống như Thyatira, có những giai đoạn hội thánh giống như Pergam. Và lời của Chúa phán hôm nay là phán với mỗi một chúng ta, và đặc biệt là với những người mà cần được khích lệ, cần được nâng đỡ, rằng chúng ta luôn sống ở trong sự vây bủa, đầy sự hiện diện của quỷ, của thần chết. Nhưng mà chúng ta có gươm của Đức Thánh Linh. Cái điều thứ hai, Chúa dạy chúng ta và Chúa
Chúa phán với hội thánh Pergam, và chúng cũng phán nhắc chúng ta ngày nay rằng là chúng ta phải xác định rõ những sai trật của mình. Xác định rõ những sai trật của mình. Xin cùng mở hai câu kinh thánh Khải Huyền đoạn 14-15. Chúng ta cùng nhau đọc hai câu kinh thánh này. Khải Huyền đoạn 2 câu 14-15. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng ta có vài điều trách con. Nơi con ở có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am. Người đã dạy Ba-lác đặt đá vấp chân trước mặt con cái Israel để họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. Con lại cũng có những kẻ theo sự dạy dỗ của Nicola. Hai lần ở trong từ đầu đến giờ đã nhắc đến những cái người theo cái trường phái hay là cơ đốc nhân kiểu Nicola. Nhưng ngày hôm nay có thêm một cái trường phái nữa, đó là trường phái cơ đốc nhân kiểu Ba-la-am. Và ở đây có hai cái loại sai trật mà được nhóm lại phổ biến. Đó là cái nhóm gọi là nhóm theo cái thói của Ba-la-am. Và chúng ta biết rằng Ba-la-am là một cái tiên tri giả, là một cái nhân vật ở trong Cựu Ước, và ông cũng được coi giống như là một tiên tri, đúng không ạ? Và chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhân vật này, nhưng mà cái thói ở đây trong cái khúc kinh thánh này được nói là gì ạ? Dạ, xui con cái Israel ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. Thì đây là mình nhìn vào cái khúc kinh thánh này, mình sẽ nhìn thấy rằng là cái thói Ba-la-am là gì? Thói là gì? Có nghĩa là không phân biệt cái điều mà Chúa kỵ hay là xúc phạm đến Đức Chúa Trời kỵ tà, của cái việc là gì ạ? Nhiều người tin Chúa vẫn cứ một nửa là đi theo Chúa, nhưng một nửa là vẫn cứ xuề xòa với cái việc giao lưu với các cái hình tượng, rồi là chúng ta vẫn có những giữ những cái mê tín dị đoan ở trong đời sống của mình, hoặc là thậm chí chúng ta ở trong đoạn này chúng ta vẫn cứ ăn của cúng hình tượng. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay chúng ta vẫn cứ có những cái mê tín thói tục hay kiêng kỵ mà một cách vu vơ nạp vào trong lòng mình. Và khi chúng ta đã đi theo Chúa, đã báp têm trong Chúa, đã được Thánh Linh ban cho, đã kinh nghiệm tình yêu trong Chúa rồi, nhưng nhiều người vẫn công khai hoặc vẫn ngầm ẩn sợ hãi rằng chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3. Và nhiều người vào những cái ngày đấy là ngại, không dám đi đó. Và điều đó là những cái thói đó gọi là những cái thói Ba-la-am. Hay là nhiều người ấy vì chụp ảnh vẫn kiêng chụp ba, thì đấy cũng là một cái sự mê tín kiểu thói của Ba-la-am. Nghĩa là một nửa chúng ta vẫn theo Chúa, nhưng một nửa chúng ta vẫn giữ những cái thói. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh ấy, số 3 là số hoàn hảo, đúng không ạ? Số 3 là số tuyệt vời, không phải nói là số hoàn hảo. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời đến với Abraham, mấy người đàn ông đến ạ? Ba người. Và Chúa Giê-xu sau mấy ngày đến ngày thứ mấy thì sống lại ạ? Thứ ba. Tiên tri Jonah ở mấy ngày trong bụng cá thì được ra? Đúng không ạ? Ở đây muốn nói rằng là gì? Chúng ta đừng kiêng kỵ những cái con số một cách ngớ ngẩn. Và đó được một trong những loại gọi là được liệt kê vào cái nhóm gọi là gì ạ? Cái thói Ba-la-am. Nghĩa là cái thói lẫn lộn giữa Chúa và những cái mê tín dị đoan ở đời này. Trong Chúa không có những cái đó. Hay nhiều người tin Chúa, chúng ta cần phải bỏ cái thói là gì ạ? Ngày Tết là chúng ta cứ quét vào trong, quét rác vào trong nhà mình. Có đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là nhiều người nghĩ rằng là tất cả là vun hết, quét vào, quét lọc lá. Cuối cùng rồi chúng ta tất cả những cái gì bẩn rác rưởi chúng ta cứ quét vào trong nhà mình. Mà nhà của mình, lòng của mình, đời sống của mình cần phải được sạch sẽ, sáng sủa. Chúa Xuân mới ngự vào, bởi vì Chúa Giê-xu là đấng thánh khiết. Nên yêu cầu con cái Chúa, chúng ta Tết này nếu ai vẫn còn cái thói là quét rác, quét vào nhà, thì đề nghị chúng ta quét ra cho nó sạch và đổ rác đúng chỗ. Và một cái nữa,
Đó là chúng ta cứ nghĩ rằng là đi vặt cành cây lá cây về để trong nhà mình, bẻ cành lộc về trong nhà mình thì sẽ có lộc. Đấy cũng là một cái kiểu của Balaam. Và chúng ta sẽ phá hoại môi trường. Đừng có đi bẻ cành cây lá cây mang về nhà mình và nghĩ như thế là hay. Chặt những cái cành mơn mởn đem về nhà mình, cuối cùng là gì ạ? Đau đớn cho cái cây đó, đúng không ạ? Rác nhà mình và Chúa không đẹp lòng. Và tự trong lòng lại nghĩ rằng nhờ cái đấy mình có lộc. Không bao giờ có đâu. Thói Balaam này cần phải quét sạch ra khỏi đời sống. Một cái nữa trong cái thói Balaam ấy, đó là gì ạ? Đức Chúa Trời kỵ tà, và đôi khi ấy, đó là cái lối sống gì ạ? Gian dâm. Chúng ta biết rồi, cái thế giới ngày nay ấy, đó là một cái thế giới càng về sau ấy thì cái sự gian dâm ô uế nó lại càng công khai. Trước đây nó còn kín giấu, nhưng bây giờ nó công khai. Chúng ta nhìn thấy nhan nhản những cái hậu quả của nó, không chỉ về bệnh tật nhưng về sự đổ vỡ hôn nhân gia đình, về những cái quan hệ bại hoại, về những cái sự ghen tuông và khiến những đứa trẻ bị bắn đinh vào đầu, đúng không ạ? Bị giết. Bởi vì sao? Bởi vì lối sống gian dâm. Và Chúa cực kỳ kỵ, và Chúa thương, Chúa muốn kéo những cái người đấy ra khỏi cái bẫy lưới của thói Balaam. Thói Balaam là thói lẫn lộn, trộn một tí Chúa, một tí mê tín ở đời này. Không, Chúa không đồng ý điều đó. Ai con dân Chúa đang có những cái thói đó, quay về ngay trước khi quá muộn. Hoặc là ai lâu nay chưa biết thì hôm nay được biết và thay đổi. Thói nữa đó là nhiễm tư tưởng Nicola. Thì trong tư tưởng Nicola này, tôi cũng đã gửi trên các cái group của Hội Thánh, nhưng tôi xin chia sẻ. Nicola là gì? Lối sống thực dụng. Lối sống thực dụng có nghĩa là vừa tin Chúa nhưng vừa sống buông thả. Và cái tư tưởng thực dụng trong lối Nicola này nó ăn vào, và người ta vẫn có thể là gì, một mặt vẫn thờ Chúa, một mặt vẫn có thể có những cái hoạt động tích cực trong nhà thờ, trong hội thánh, nhưng mà khoang của Chúa là khoang của Chúa, ra ngoài vẫn sống như ở đời. Và đạo Nicola, nhóm Nicola là nhóm đổi màu, và đặc biệt là gì ạ, đặc biệt là trong những cái làm ăn buôn bán là họ vẫn bất minh, họ vẫn cứ để cho những cái giao dịch gọi là mờ ám vào trong đời sống của họ. Và trong cái lối sống ăn uống hưởng thụ của họ, họ có những cái điều mà trái ý Đức Chúa Trời. Và trong mỗi chúng ta đều được cám dỗ sống theo cái lối Nicola này, bởi vì lối này nó hợp thời và nó giúp chúng ta hòa nhập với cuộc sống nó dễ. Nhưng mà Chúa nói rằng là gì, cái tư tưởng của người của nhóm Nicola này nếu xen vào trong chúng ta quá sâu ấy thì vị trí của Chúa còn rất nhỏ, và cái mặt bằng, cái không gian của Chúa trong lòng của chúng ta còn rất ít, và Chúa không có thể có mặt ở trong mọi lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa đã xác định sai chập, và lời Chúa có thể chỉ cho chúng ta để chúng ta nhìn ra. Chúng ta cùng nhau đọc Hebrew đoạn 11, đoạn 4 câu 11 câu 12, chúng ta cùng nhau đọc. Hai bạn, cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó để không một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng ý định trong lòng. Thưa ông bà anh chị em, ở đây ngay trong câu 11, để thực sự có được sự thanh thản của Chúa, đúng không ạ? Mỗi khi người Việt chúng ta nghe từ an nghỉ, chúng ta lại nghĩ ngay là về nơi an nghỉ cuối cùng hay là yên nghỉ. Nhưng mà nếu cho tôi diễn đạt lại ở đây là chúng ta phải nỗ lực để mà đón nhận cái sự thanh thản của Chúa, cái sự ngơi nghỉ trong Chúa, và để không bị bỏ ra ngoài thì sao ạ? Thì chúng ta cần phải để ý đến cái sự soi sáng của lời Chúa, chỉ ra những cái sai chật hay nhóm các sai chật ở trong đời sống. Vì Kinh Thánh nó sắc hơn gươm hai lưỡi, chia thấu hồn với linh, khớp với tủy.
và phán đoán đoán mọi điều kín nghiệm trong lòng. Có khi lời của Chúa nói ra ấy, đôi khi làm chúng ta giật mình và nhận ra, và chúng ta xác định để loại bỏ cái điều đó đi. Chúng ta biết rằng là gì, ngày nay cái máy siêu âm của các bác sĩ có thể soi ổ bụng, soi tim, soi phổi, những cái phim chụp cộng hưởng từ có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của chúng ta, thì lời của Chúa có thể soi vào và tách hồn với linh, khớp với tủy, và kể cả các cái manh nha ở trong tư tưởng của chúng ta, các cái gợn ở trong lòng và thái độ của chúng ta. Và vì vậy, sao ạ? Chúng ta cần phải để lời của Đấng Cầm Gươm soi cho chúng ta xem mình sai trật ở những chỗ nào. Nhưng ở trong hội thánh hay nhiễm hai thói, một là thói là tâm linh lẫn lộn và thường bị cuốn vào cái lối sống luông tuồng về mặt thể xác và vẫn yếu bóng vía dưới các cái thần tượng và những sự mê tín dị đoan. Chúng ta biết rằng ngoài ra ấy, về cái thời kỳ này gọi là thời kỳ của Jezabel, đúng không ạ? Thì còn kinh khủng cái mức độ loạn kinh khủng hơn. Nhưng mà ở đây chỉ có hai cái nhóm mà Chúa nói với hội thánh trong cái thư này, đó là thói Balaam và cái thứ hai là tư tưởng Nicola. Tư tưởng của Nicola ngày nay rất nhiều trong các hội thánh. Và vì vậy, để nỗ lực để bước được vào cái sự thanh thản của Chúa, sự ngơi nghỉ của Chúa, chúng ta cần phải để Đấng Cầm, phải lắng nghe Đấng Cầm Gươm, phải là lắng nghe lời của Chúa. Chúa cầm roi, Chúa nói trong Thi Thiên 32 rồi, đừng như con ngựa, con la mà phải dùng hàm thiếc để khớp lại, và dùng dây cương để kéo lại, và dùng roi vụt để mà quay trở lại. Chúng ta được Chúa đổ huyết tha thứ tội lỗi, chúng ta được Chúa chăm sóc, bảo vệ, che chở, chữa lành, nâng đỡ, hướng dẫn. Nhưng mà Chúa không chỉ có những cái ngôn từ an ủi, vuốt ve bản ngã của chúng ta, mà Chúa có cầm gươm để nói với chúng ta, để xác định những cái sai trật, để chúng ta biết và chúng ta khắc phục. Cái điều tiếp theo đó là gì ạ? Chúa cũng xác lập các cái kết cục tương ứng đối với những người đáp ứng với lời của Đấng Cầm Gươm. Chúng ta được cùng nhau nhìn vào Khải Huyền đoạn 2 câu 16 câu 18. Chúng ta cùng đọc: ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ ban cho mana giấu kín. Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết tên mới. Ngoài người nhận thì không ai biết được. Chúng ta cùng nhau nhìn vào Ê-sai đoạn 34 câu 1 đến câu 6. Chúng ta cùng đọc. Xin chúng ta cùng đọc. Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe, hỡi các sân hãy chú ý. Đất và mọi vật trên đó, thế giới và mọi sinh vật ra từ đó, hãy cùng lắng nghe, vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước. Cơn thịnh nộ của Ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng. Ngài khiến chúng bị hủy diệt, phó chúng cho cuộc tàn sát. Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, xác chết xông lên mùi hôi thối, núi non máu chảy đầm đìa. Tất cả các tinh tú trên bầu trời tan tác, các tầng trời sẽ cuộn lại như cuốn sách. Tất cả tinh tú sẽ tàn lụi như nhà lá nho khô rơi rụng, cũng như lá cây vả khô rơi xuống từ cây vả. Vì gươm ta ở trên trời đã uống thỏa mãn, này ta sẽ xuống trừng phạt dân mà ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, vấy đầy mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ của trái cật của chiên đực. Dừng lại đó thôi ạ. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái sự kêu gọi của Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe lời của Đấng Cầm Gươm thì tránh được những cái hậu họa rất lớn. Những cái hậu họa là những cái gì? Cái cơn thịnh nộ của Chúa. Khi mà Chúa gọi là kỷ luật thì lại khác. Bởi vì Chúa yêu thương thì Chúa kỷ luật, có đúng không ạ? Chúa cũng giống như cha mẹ có thể quật cho con một roi. Nhưng mà khi mà
cái cánh cửa ân điển khép lại, cơn thịnh nộ giáng trên, quả là khủng khiếp. Và cái điều đó đã xảy ra trên người Do Thái rồi. Ở đây không phải là dọa dùng tôn giáo hay dùng kinh thánh để dọa nhau, nhưng mà nó quả thực là nó xảy ra ở cấp độ cá nhân và cấp độ kể cả một dân tộc. Và lời của Chúa nói Ngài kêu gọi ai có tai nghe lời Thánh Linh phán, Ngài kêu gọi ăn năn để tránh những cái hậu họa khôn lường. Và những cái đoạn kinh thánh miêu tả vừa rồi thật là khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Khi mà thực sự xảy ra, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái cảnh tượng mà các cái lò hỏa táng cháy rồi, những cái cảnh nháo nhác của nhân loại chúng ta thấy khủng khiếp rồi, nhưng nó còn có thể khủng khiếp hơn nữa nếu mà nhân loại này, và đặc biệt là nếu mà con dân Chúa không để tâm đến lời kinh thánh. Và ở đây kêu gọi ăn năn để tránh hậu họa, nhưng đồng thời cũng kêu gọi lắng nghe và vâng lời để được phước, để được phước. Chúng ta cùng nhìn vào Phục Truyền đoạn 33 câu 27 đến câu 29. Phục Truyền đoạn 33 chúng ta cùng nhìn đấy ạ, rất là tuyệt vời ạ, là khi chúng ta đáp ứng tốt với lời của Chúa, chúng ta có kết cục tốt. Chúng ta cùng nhau đọc: Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi, Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp sẽ phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu. Trời của ngươi nhỏ xương móc xuống. Ôi Israel, ngươi có phước dường bao, hỡi dân của Đức Giê-hô-va, hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, là thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến rua nịnh ngươi, còn ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó. Đây là lời phán của đấng đầu tiên. Xin lỗi, đấy, bạn ấy nhầm sang bên kia rồi. Chúng ta cùng nhìn vào ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Khải Huyền Chúa nói rằng là gì? Ai lắng nghe thì được mana giấu kín. Chúng ta biết mana rồi đúng không ạ? Mana là cái loại lương thực thực mà gì ạ? Không một cái loại thực phẩm siêu chức năng nào ở đời này có thể bằng, đúng không ạ? Và rất gọn nhẹ, tuyển dân Do Thái được ban cho mana, và 40 năm họ sống ở trong hoang mạc, họ đủ chất dinh dưỡng, khỏe mạnh để có thể đi lại, để có thể chân cứng đá mềm. Và đấy là từ trời ban xuống. Họ không cần phải uống bổ sung vitamin tổng hợp, họ không cần phải các cái loại thuốc men. Cứ khi họ ăn mana của Đức Chúa Trời ban cho thì họ có đủ sức mạnh. Và người mà lắng nghe lời của Chúa và được thưởng vượt qua, Chúa ban cho mana giấu kín. Tôi tin rằng ở trong vòng ông bà anh chị em bây giờ, kể cả trong hội thánh, nhiều người đã được ban cho mana giấu kín mà người khác không biết. Mọi người có tin vào điều đó không ạ? Chúa sẽ truyền cái nguồn dinh dưỡng theo kiểu mana giấu kín này vào trong đời sống của mình. Và đôi khi mình cũng không biết. Nhưng mà ở đây Chúa kêu gọi là gì ạ? Nếu ai mà lắng nghe, ai mà vâng lời, ai mà vượt qua, Chúa cho mana giấu kín. Thực sự ở đời này chúng ta vẫn sống, vẫn vất vả, chúng ta vẫn phải đi chạy ăn từng bữa nhiều người. Nhưng chúng ta kinh nghiệm, nếu khi Đức Chúa Trời ban cho và truyền cho chúng ta cái nguồn dinh dưỡng mana giấu kín, chắc chắn chúng ta sẽ dẻo dai. Tôi không nói là chúng ta khỏe mạnh hơn người, nhưng dẻo dai ở trong Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là cái thức ăn của thiên đàng cho những người được thưởng. Và cái tiếp theo là gì? Mỗi một người được ban cho một viên sỏi trắng, trên đó có viết một cái tên mới mà gì ạ? Chỉ có người được tặng mới có, mới biết, rất độc đáo. Chúng ta thấy cái này rất đặc biệt, là Chúa không phải là
in ra hàng loạt cái bằng khen, xong rồi trao cái danh hiệu nọ danh hiệu kia. Ở đời này mà được trao cái danh hiệu nọ danh hiệu kia là cảm thấy rất là danh dự rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ấy, là gì? Chúa trao cái danh hiệu, Chúa trao cho chúng ta cái nhân diện mới và cái danh hiệu mới, một cái bản sắc mới mà gì ạ? Độc đáo, riêng với chúng ta, không ai giống chúng ta được. Và cái đó nó là cái sự cư xử đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với người lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh. Thưa ông bà anh chị em, có ba điều Chúa dạy chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất đó là Chúa biết, Chúa xác lập cái sự trung kiên. Chúa biết chúng ta cho tới thời điểm này nhiều người đã trung kiên với Chúa, nhưng nhiều người cũng có thể là chệch choạc và có thể xa rời Chúa và bị cái sự lừa dối của thế gian này nó vùi dập. Và có thể giờ chúng ta đang tỉnh ngộ bởi vì cái phần lương tri chúng ta đang được Thánh Linh đánh thức, chúng ta đang quay về, thì chúng ta vẫn tiếp tục có cơ hội để sống trung hậu cho Chúa từ ngày hôm nay trong những ngày sắp tới. Cái điều thứ hai đó là gì ạ? Chúa xác lập những sai, xác định những sai trật của chúng ta qua lời của Chúa. Có hai cái nhóm, đó là cái thói của Balaam và cái tư tưởng thì của ta, nó luôn luôn tìm cách tiêm nhiễm trong chúng ta. Và cái thứ ba đó là gì ạ? Chúa xác lập những cái kết cục tương ứng, nó hoặc là hệ quả, hoặc là hậu quả, hoặc là kết quả tốt đẹp, hoặc là bông trái ngọt lành. Chúng ta chọn cái nào phụ thuộc vào cái đáp ứng của chúng ta đối với lời của đấng cầm gươm tuyên phán. Và thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu bày tỏ bản thân mình đầy uy lực, dũng mãnh, là đấng cầm gươm hai lưỡi. Và hình ảnh của Chúa Giêsu không phải là một cái người chăn gọi là mềm ngoặt, hay là gọi là chỉ từ bi hỉ xả và không là vô hại, nhưng mà là đấng uy lực dũng mãnh, là đấng đầy tinh tường và bám sát. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay Ngài cũng vô cùng nhân hậu, nhẹ nhàng, khao khát kêu gọi chúng ta để kết nối phần hồn, phần tâm linh của chúng ta, phần tình cảm của chúng ta với lời của Ngài, để chúng ta tiếp tục sống trung kiên. Chúng ta có thể tẩy ra khỏi thân thể mình, đầu óc mình, để không bị tiêm nhiễm bởi lối sống của thế gian này, và để chúng ta kịp thời hồi tâm, hối hận, ăn năn, đáp ứng, quay về để được hưởng phúc phận tuyệt vời trong giao ước nguyên Chúa Giêsu và đấng cầm gươm. Vâng, để sống thật sự có phúc, chúng ta phải biết kính sợ Chúa, bởi vì sự kính sợ Chúa bảo vệ người biết sợ, ban phúc cho người kính sợ. Xin chúng ta đồng đứng dậy cầu nguyện. Thưa Chúa, ngay thì giờ này lời của Ngài hành động trong tâm linh chúng con, cho tâm linh chúng con lắng nghe lời Chúa là lời của đấng cầm gươm thật là sắc, gươm hai lưỡi, là đấng để lại cho chúng con một thanh gươm hai lưỡi, không phải để chúng con cài đặt vào máy tính không thôi, nhưng mà để chúng con cài vào trong lòng của chúng con. Thưa Chúa, giờ này gỡ bỏ khỏi lòng của chúng con và tâm trí chúng con, thậm chí cái ý nghĩ thôi, cái thói của Balaam hay cái tư tưởng của Nicola, và cho chúng con cũng không quá say mê, say sưa với những cái thành tích mà chúng con đã đạt được ở trong Chúa, mà chúng con quên đi rằng chúng con phải kiên trì, phải tỉnh thức và phải cầu thay cho tất cả mọi người, cho các thánh đồ và cho bản thân mình. Cho chúng con cũng ăn năn tất cả những cái sai trật của mình và đáp ứng với tiếng gọi của Chúa, để chúng con được phước, chúng con được bảo vệ trong Ngài. Cho chúng con không chơi đùa, không giao du, không thỏa hiệp với thế giới này, với thế gian này. Ôi Chúa Giêsu ơi, xin giúp đỡ chúng con, bảo vệ chúng con bằng gươm của Ngài, cho chúng con đáp ứng với Chúa, và cho chúng con cùng hòa lòng tôn vinh Chúa một bài thánh ca. Chúng con đáp ứng với Ngài.
Xin Chúa Thánh, chúng ta vẫn cứ đứng và cùng hòa lòng với ban hát lễ, cùng tôn vinh Chúa, bài thánh ca tâm hồn tôi đang cháy này như một lời cầu nguyện, như một lời đáp ứng với sứ điệp từ lời của Chúa qua mục sư Vũ Quốc Phong trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin tâm hồn của từng mỗi người luôn nóng cháy cho công việc nhà của Chúa và luôn nóng cháy để bước đi theo tiếng gọi của Ngài. Thân quyền từ thần phù ban, bao tâm hát quê nguy nan, hàng giờ hồi chỉ không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi. Từ hồi thần ngài ngự lại, cầm quyền không quan tâm hoài, lửa tình yêu thương bốc cháy, nung nấu thúc giục hồn đây. Tâm hồn tôi đang cháy này, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, giờ lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây. Kỳ thần linh ta giáng lại, ôi thật hiến vinh danh ngài, đưa lòng yêu thương kiên quốc đốt tâm linh đóng hưng thay. Quy tài thật từ tôi dân, hồn linh thế xác tâm thần, trên bàn thờ ngài giờ đây quyết tâm dân trọn đời đây. Nhờ ngài chuộc thần hồn lên, gọi tôi cách rất dịu dàng, đưa từ thiên cung thiên chiếu cho lớn nơi được toàn thiêu. Tâm hồn tôi đang cháy này, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, đưa lòng yêu thương kiên quốc được cả tâm linh đây. Khi thần linh đã giáng lại, ôi thật hiến vinh danh ngài, đưa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hừng đây. Lành tôi xin lời Chúa hứa cho rồi, công nhận một mình Giêsu cứu tôi bởi ơn nghìn thu, quyền đồng lòng người khen cha tung ca alleluia. Ôi từ bi cao sâu bấy, ôi lửa đốt thực lòng đây. Tâm hồn tôi đang cháy này, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, đưa lòng yêu thương thiên quốc cháy được cả tâm linh đây. Vì thần linh đã giáng lại, ôi thật hiến vinh danh ngài, đưa lòng yêu thương thiên quốc có tâm linh nóng hừng đây. Tâm hồn tôi đang cháy ngay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, đưa lòng yêu thương thiên quốc cháy hực cả tâm linh đây. Khi thần linh đã giáng lại, ôi thần thiên vinh danh ngài, đưa lòng yêu thương thiên quốc có tâm linh nóng hừng đây. Tâm hồn tôi đang cháy ngay, tâm hồn cháy luôn đêm ngày, đưa lòng yêu thương thiên quốc cháy hực cả tâm linh. Thần linh đã giáng lại, ôi thần thiên vinh danh ngài, lửa lòng yêu thương thiên quốc có tâm linh nóng hừng đây. Vì thần linh đã giáng lại, ôi thần thiên vinh danh ngài, lửa lòng yêu thương thiên quốc có tâm linh nóng hừng.